Ngày 26 tháng 1 năm 2021, Hạ nghị sĩ bang Texas là Carla Biederman đã đệ trình một dự luật liên quan đến việc đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý với người dân của bang Texas về câu hỏi liệu bang này có nên rời khỏi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và thành lập một nước Cộng Hòa độc lập hay không? Vậy nếu như Texas ly khai khỏi Hoa Kỳ và trở thành quốc gia độc lập thì nó sẽ trông như thế nào và liệu Texas có thể ly khai không? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nhé! Texas hiện giờ được biết đến là một tiểu bang nằm ở khu vực trung tâm phía nam của Hoa Kỳ. Trước đó, từ năm 1836 đến năm 1845, Texas là một quốc gia độc lập có chủ quyền với tên gọi là Cộng hòa Texas. Quốc gia này được thành lập sau khi ly khai khỏi Mexico bằng cuộc cách mạng Texas. Họ tuyên bố chủ quyền trên một vùng đất rộng 1.007.935 km2, bao gồm toàn bộ tiểu bang Texas ngày nay của Hoa Kỳ, cũng như một phần của các tiểu bang ngày nay là New Mexico, Oklahoma, Kansas, Colorado và Wyoming. Biên giới phía đông của nó và Hoa Kỳ đã được xác định qua Hiệp ước Adams-Onis giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha vào năm 1819. Còn biên giới phía Tây và phía Nam là khu vực tranh chấp khi quốc gia này ly khai khỏi Mexico. Lúc đó, Texas tuyên bố rằng biên giới là sông Rio Grande. Nhưng Mexico thì cho rằng sông Nueces mới là biên giới giữa hai quốc gia. Tới năm 1945, cuộc tranh chấp này đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Mexico sau khi Hoa Kỳ thông qua một đạo luật nhằm sáp nhập Cộng hòa Texas. Ngày 1 tháng 3 năm 1845, Tổng thống Hoa Kỳ là John Tyler ký đạo luật này. Tới ngày 29 tháng 12 cùng năm, Texas chính thức trở thành tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ. Ngoài mong muốn được hợp nhất với người anh em Hoa Kỳ cùng chung văn hóa, chủng tộc Mỹ, Anh Lê, thì Texas cũng được chính phủ Hoa Kỳ xóa một khoản nợ khổng lồ nếu quốc gia này đồng ý sáp nhập. Đến năm 1852, phần lớn lãnh thổ mà Texas tuyên bố chủ quyền đã bị cắt cho chính phủ liên bang như một cách để trả khoản nợ trị giá 10 triệu đô la của nước Cộng hòa cũ cho Hoa Kỳ, tương đương với 287 triệu đô la Mỹ ngày nay. Tuy nhiên, Texas vẫn là bang có diện tích lớn thứ hai tại Hoa Kỳ sau bang Alaska với 695.662 km2, rộng hơn 8% so với diện tích của Pháp và rộng hơn 2 lần diện tích của Việt Nam. Nếu đây là một quốc gia thì nó đứng ở vị trí thứ 39 trong số các quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Theo thống kê năm 2020, Texas cũng đứng thứ 2 tại Hoa Kỳ về dân số, chỉ sau bang California với 29.145.505 người, chưa tới 1/3 dân số Việt Nam. Ba thành phố đông dân nhất sẽ là Houston với 2.320.268 người, San Antonio với 1.547.253 người và thành phố Dallas với 1.343.573 người. Đây cũng là 3 trong số 10 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Phần lớn cư dân tại đây là người da trắng, chiếm 70,4% dân số, tiếp đến là người da đen, chiếm 11,9% dân số, người châu Á chỉ chiếm 3,8% dân số, còn người bản địa thấp hơn nhiều, chiếm 0,7%, người đa chủng tộc chiếm 2,7% dân số, còn lại là 10% các chủng tộc khác. Trong đó, Texas là nơi sinh sống của hơn 187.000 người Việt Nam. Về ngôn ngữ, theo khảo sát năm 2019, có 64,4% dân số tại Texas chỉ nói được tiếng Anh, còn 35,6% dân số biết thêm các ngôn ngữ khác. Trong đó, tiếng Tây Ban Nha được sử dụng bởi 29,21% dân số, tiếng Việt được sử dụng bởi 0,75% dân số và 0,56% dân số sử dụng tiếng Trung Quốc, 0,33% là tiếng Đức, còn lại là các ngôn ngữ khác. Về tôn giáo, dân số của Texas từ lâu đã rất đa dạng về sắc tộc. Từ thế kỷ 19 đã có rất nhiều cuộc di cư ồ ạt vào Texas, những chuyến tàu chở những người nhập cư từ Đức, Ba Lan, Séc, Thụy Điển, Na Uy và Ireland đã đi qua Đại Tây Dương để tới Texas. Những người châu Âu này phần lớn là tín đồ của đạo Công giáo và Tin lành, cho nên có tới một nửa dân số ngày nay của Texas là theo Tin lành, tiếp đến là Công giáo chiếm 23% dân số, Cơ đốc giáo chiếm 3%, người Do Thái chiếm 1% và có tới 18% dân số không theo tôn giáo nào, còn lại là 4% những tôn giáo khác. Phần quan trọng nhất là kinh tế của Texas.
Tính đến năm 2020, Texas có tổng sản phẩm quốc doanh là 1.760 tỷ đô la Mỹ, cao thứ hai ở Mỹ sau California, cao hơn cả GDP của Canada, Hàn Quốc và Liên bang Nga. Nếu Texas là một quốc gia độc lập, thì nó hoàn toàn có đủ tiềm lực sánh ngang với các cường quốc trên thế giới và sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới, sau nước Ý. GDP bình quân đầu người cũng lên tới 60.387 đô la Mỹ. Texas cũng được biết đến với sự giàu có về nông nghiệp, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, sản xuất công nghiệp và tài chính. Cùng với California, Texas cũng là bang có lượng công ty trong danh sách Fortune 500 được đặt trụ sở cao nhất ở Hoa Kỳ. Các tập đoàn hàng đầu như American Airlines, AT&T, Dell đều đặt trụ sở chính tại đây. Trung tâm vũ trụ Johnson của NASA, SpaceX và Blue Origin đều có cơ sở thử nghiệm của họ ở Texas. Chương trình sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất phương Tây là F-16 Fighting Falcon và kế nhiệm của nó là F-35 Lightning II đều được hãng Lockheed Martin chế tạo tại đây. Điều này làm cho sức mạnh kinh tế và quốc phòng của Texas tăng thêm đáng kể. Texas dẫn đầu tất cả các bang khác về sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên. Các mỏ dầu tại đây chiếm 1/4 trữ lượng dầu của Hoa Kỳ, khoảng 5 tỷ thùng. Năm 2020, Texas chiếm 43% sản lượng dầu thô của quốc gia và 26% sản lượng khí đốt tự nhiên được bán trên thị trường. Nó cũng đứng đầu về khả năng lọc dầu với 31 nhà máy tạo ra khoảng 5,9 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 31% công suất lọc dầu của quốc gia. Nếu Texas là quốc gia độc lập, thì nó sẽ là nhà sản xuất dầu lớn thứ 6 trên thế giới. Texas cũng dẫn đầu cả nước về sản xuất điện. Vào năm 2019, bang này đã sản xuất ra 483.201 GWh, tương đương với 10% sản lượng điện quốc gia. Nhìn vào bản đồ lưới điện của Hoa Kỳ, ta có thể thấy Texas có lưới điện hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi phần còn lại của Hoa Kỳ. Cho nên, nếu Texas là một quốc gia độc lập, bang này sẽ được xếp hạng là nhà sản xuất điện lớn thứ 11 trên thế giới sau Hàn Quốc và thậm chí lớn hơn cả Vương quốc Anh. Để dễ hình dung, thì năm 2020, Việt Nam chỉ sản xuất được khoảng 231.000 GWh. Texas là tiểu bang có nhiều nông trại và diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ. Bang này được xếp hạng thứ 2 về tổng doanh thu nông nghiệp sau California. Tuy nhiên, nếu xét về doanh thu tạo ra từ tổng số vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi, thì nó dẫn đầu Hoa Kỳ với doanh thu lên tới 7 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Trong đó, bò là vật nuôi có giá trị nhất. Nó cũng dẫn đầu cả nước về chăn nuôi ngựa, cừu, dê, sản xuất len, lông cừu và cỏ khô. Mặt khác, năm 2018, Texas xếp thứ 2 trong số 50 bang của Hoa Kỳ về thương mại đường thủy với khoảng 1.150 hải cảng trải dài trên vùng duyên hải của Texas, sử dụng gần 1 triệu lao động và tạo ra 102 tỷ đô la Mỹ thu nhập cá nhân. Texas Ports sử dụng 569 triệu tấn hàng hóa nội địa và nước ngoài, tạo ra 450 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm quốc doanh GSP của Texas và nộp ngân sách cho tiểu bang cùng địa phương tới 7,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Texas đã dẫn đầu quốc gia về xuất khẩu trong 17 năm liên tiếp, phần lớn nhờ vào các hải cảng của bang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm của Hoa Kỳ ra thị trường thế giới. Texas cũng có lượng sân bay nhiều thứ hai Hoa Kỳ với 730 sân bay. Trong đó, sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth là sân bay bận rộn nhất trong tiểu bang, bận rộn thứ tư ở Hoa Kỳ và thứ 9 toàn thế giới trong năm 2014, vận chuyển tới 58.289.385 lượt khách. Như vậy, có thể dễ dàng nhận ra việc Texas trở thành quốc gia độc lập sẽ là một tổn thất lớn của nền kinh tế Hoa Kỳ, khi mà hiện tại Texas vốn được coi là một bang tặng thuế. Nghĩa là số tiền mà bang Texas gửi cho chính phủ liên bang nhiều hơn cả số tiền bang nhận lại. Như năm 2005, đối với 100 đô la Mỹ mà Texas gửi đến Washington, thì Texas chỉ nhận lại 94 đô la Mỹ. Điều này có nghĩa Texas đang có ngân sách thặng dư so với chi tiêu của bang. Vậy câu hỏi được đặt ra là Texas liệu có thể tách khỏi Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không, vì ly khai là bất hợp pháp. Thứ nhất, phần lớn người dân Texas không muốn ly khai khỏi Hoa Kỳ. Thứ hai, tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp đang tăng nhanh ở Texas.
Theo số liệu năm 2010, người nhập cư bất hợp pháp ước tính chiếm khoảng 6% dân số. Đây là tỷ lệ phần trăm cao thứ 5 trong số các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là một trong những thách thức mà Texas sẽ phải gặp khi ly khai để trở thành quốc gia độc lập. Bởi nếu mất đi sự kiểm soát của quân đội và chính phủ Mỹ, thì rất có khả năng sẽ dẫn đến những xung đột về sắc tộc, cũng như Texas khó mà có thể kiểm soát được tình trạng người nhập cư bất hợp pháp như hiện tại. Hơn nữa, trước khi Texas tái gia nhập Hoa Kỳ vào năm 1870, khi cuộc nội chiến kết thúc, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng việc ly khai là bất hợp pháp. Do đó, ngay cả trong thời kỳ nội chiến diễn ra, Texas vẫn là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong vụ tranh luận trước Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào năm 1869, tòa án cho rằng các bang riêng lẻ không thể đơn phương ly khai khỏi liên minh và các cuộc nổi dậy của cơ quan lập pháp Texas ngay cả khi được đa số người Texas đồng ý là hoàn toàn vô hiệu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.